Tập 17. Vua công tử. Hai vị cô nương chắc đói rồi. Đa tạ vua công tử. Cô nương, có câu này Thảo Dân suy nghĩ rất lâu, không biết có nên nói hay không. Vua công tử, cứ việc nói thẳng. Thảo Dân cảm thấy hoàng mệnh khó cãi, mong rằng cô nương hiểu được thánh ý của hoàng thượng. Đó là chỉ ý của hoàng huynh, nhưng tôi không muốn sống vì người khác. Nhưng mà cô nương có từng nghĩ qua chuyện này sẽ liên quan tới sinh mạng của 100.000 người không? Tôi biết chứ. Tôi không phải nói tôi không thể hy sinh vì vạn dân. Tôi chỉ là không thích hoàng huynh không chịu thử những cách khác, thì đã coi như tôi là một công cụ để giải quyết vấn đề. Hạnh phúc của tôi không đáng tiền vậy sao? Tiện tay đưa ra ngoài giống như là giao dịch vậy đó. Hoàng thượng suy nghĩ như thế nào? Du mộ không dám bình luận. Du mộ chỉ biết rằng giống như Dương Chiêu Quân, Giang Thành công chúa, những nữ trung trượng phu đó, đến nay có rất nhiều bá tánh vẫn không thể quên. Chính bởi vì họ đã cứu được 100.000 tính mạng của bá tánh. Tôi chỉ biết rằng Dương Chiêu Quân đã rời khỏi quê hương, rời khỏi người yêu nhất của mình đi đến nơi khác. Hai người mãi không còn ngày gặp lại, còn phải hầu hạ một người đàn ông mà bản thân thực chất không hề yêu đến hơi thở cuối cùng. Nếu như bây giờ Dương Chiêu Quân đứng trước mặt huynh, huynh sẽ nói những gì với cô ấy đây? Tỷ tỷ ca ca, hai người đang chơi hả? Tại sao lại không kêu muội chơi chứ? Tỷ đang muốn kêu muội và ca ca cùng ra đi chơi đó. Vậy chúng ta chơi cái này đi. Trung độc, trung độc. Bỏ cạp. Chết rồi. Tổng đạo trưởng, Du huynh đệ, sao đúng lúc vậy? Mỗi lần nhìn thấy cậu, cậu đều đang chơi với bọn côn trùng. Ta đã lập nên kết giới ở phủ tướng quốc rồi, thủ hạ phân thân của Tạ Ngao tạm thời không vào được. Thật sự không ngờ rằng tên Tạ Ngao vẫn còn sống trên đời. Coi ra mục đích của hắn giống như của cậu, chính là muốn tìm kiếm chân thân của Lục Châu. Có điều hiện tại có lẽ hắn vẫn chưa tìm ra được. Ê, đúng rồi, hễ những nơi mà Tạ Ngao từng xuất hiện, thông thường sẽ có những vụ giết người hút máu xảy ra. Gần đây hắn đã gây họa chưa? Vẫn chưa. Tôi là lão sư ở phủ tướng quốc, nếu như xảy ra những việc như vậy, không lý nào tôi lại không biết. Vậy thì kỳ lạ rồi. Thứ lúc nãy ta nhìn thấy đích thực là phân thân của Tạ Ngao. Theo lý thì chuyện Tạ Ngao xuất hiện ở kinh thành là chuyện vô cùng chính xác. Không lẽ công lực hiện tại của hắn đã không cần đi hút máu người? Bọ cạp không thể không cắn người, chó không thể không ăn phân. Nghe cậu nói như vậy vẫn chưa tìm được hắn. Một chút manh mối cũng không có. Trước khi ta tới kinh thành từng bối một quẻ, chân thân của Lục Châu có lẽ đang ở kinh thành. Chuyện này không thể sai. Chỉ có điều bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được. Nhưng cậu phải có lòng tin, ông trời không phụ người có lòng. Chỉ cần hai người có duyên phận, bất luận là ở đâu, hai người cũng có thể gặp lại. Cũng mong là như vậy. Phải rồi đạo trưởng, lần này ông xuất quan đã ở tại chỗ nào? Ngoài thành có một đạo quán, ta hiện đang ở đó. Hay là như vậy, ông hãy dọn tới phủ tướng quốc, nếu như Tạ Ngao xuất hiện, nói sao cũng có thể tiếp ứng. Ta thấy như vậy không được. Nếu như Tạ Ngao biết được ta đang ở phủ tướng quốc, vậy thì hắn nhất định sẽ sinh nghi đối với phủ tướng quốc. Cho nên ta không thể ở lại đây. Mọi người có thể sẽ an toàn hơn. Lần này đạo trưởng xuất quan, công lực đã hồi phục mấy phần? Công lực của ta đã hồi phục được 8 phần. 3 phần.
thơm quá. Huyền môn là nơi để thanh tu, ai dám đại khai quân giới phiền ta tu luyện. Cá rô kho mặn. Đạo trưởng, có thể để tại hạ đi coi thử không? Vậy thì làm phiền rồi. Được. Tiểu muội muội, đây là cá rô kho mặn hả? Ừ. Là muội đã làm. Ừ. À, vậy ta có thể thử một miếng được không? Ừ. Lục Châu, cô vẫn khỏe chứ? Thật không ngờ cá rô kho mặn của cô vẫn còn giữ được tiêu chuẩn. Chúng ta cũng đã có 10 năm không gặp rồi. Thẩm đạo trưởng, với tôi mà nói cả đời đã không gặp rồi. Ừ. Cô mau đi theo ta. Thì ra là vậy. Nguyên thần thức tỉnh, coi ra đạo hạnh của Du phu nhân cũng rất thâm hậu, định lực phi phàm. Có thể đó là chấp niệm của tôi đối với tướng công mà thôi. Ừ. Ta đi tới kinh thành, thực ra chỉ vì muốn giúp đỡ Du Cảnh tìm kiếm cô. Bây giờ coi ra không cần tìm kiếm vẫn có được, không phải phí công sức. Chúng ta nên nhanh chóng đi tìm Du Cảnh, nói cho hắn ta biết tin tốt này. Không được. Bây giờ tôi chỉ là một cô bé hơn 10 tuổi, không thể nào để tướng công biết được tôi là Thiên Kim phụ tướng quốc. Trừ khi Thẩm đạo trưởng có thể truyền cho tôi cách để khôi phục thân hình tướng mạo. 10 năm trước, ta vì muốn cứu Du Cảnh, ngăn chặn máu yêu của hắn công tâm, đã hao tổn hết công lực của ta. Nhưng mà không sao, tổ sư đã cho ta món pháp bảo này, chính là bùa dương sinh. Có cái này rồi, sẽ có thể khiến cho dương thần của cô trở thành một cơ thể có hình có chất. Dương thần chi thuật? Ừ. Là phép thuật để biến trở thành con người thật? Không sai. Có điều nhất định phải để ý, trong vòng 2 canh giờ, nếu như mà dương thần của cô không thể trở về cơ thể, vậy thì cơ thể của cô sẽ chết đi. Sau 6 canh giờ nữa, dương thần tiêu tán, tới lúc đó ai cũng không thể giúp. Ừ. À đúng rồi, phải hết sức cẩn thận, đừng để phân thân của Tạ Ngao phát hiện cô. Ừ. Kết giới của Thẩm đạo trưởng, cứ thử. Tướng công, Lục Châu, nếu như đây là giấc mơ thì đừng để huynh tỉnh lại nữa. Huynh nghĩ huynh đã chết theo muội từ lâu rồi. Không thể được. Muội cố huynh chính là muốn huynh phải sống cho thật tốt. 10 năm rồi, 10 năm qua huynh vẫn luôn chờ đợi muội. 10 năm qua huynh sống không bằng chết đó Lục Châu. Lục Châu. Tướng công, huynh hãy mau làm theo cách Thẩm đầu trưởng dạy đi.
huynh sẽ làm tổn thương muội đó. Huynh sẽ không tổn thương muội đâu. Muội đã chết lâu rồi, huynh quên rồi sao? Huynh thật ngốc, đợi hết 10 năm huynh vẫn cứ đợi. Muội nói rất đúng, huynh đã hiểu rồi. 10 năm trước muội đã chết rồi, nhưng huynh lại tin 10 năm sau có thể cùng muội trùng phùng. Thật ra 10 năm qua muội vẫn luôn ở đây chờ đợi huynh. Cho nên 10 năm trước huynh đã phải làm như vậy. Không thể được, huynh muốn gặp lại muội thì không bao giờ được làm như vậy. Muội rốt cuộc là người hay là ma? Muội Tấn công, huynh hãy tự bảo trọng. Hãy tin muội, chúng ta vẫn sẽ còn gặp mặt mà. Nè, Thẩm đầu trưởng, sao giờ này mới quay lại? Có làm kịp không? Mau. Lục Châu, thấy sao rồi? Lục Châu, có nhìn thấy ta không? Ừ. Có nghe được ta nói gì không? Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Làm gì có ma đứng trước mặt nói hại người đâu. Cô đã từng thấy ma chưa? Chưa thấy. Tôi cũng chưa từng thấy. Vậy cô là ai? Tôi là yêu quái. Yêu quái? Chẳng phải yêu quái còn khủng khiếp hơn ma nữa sao? Tôi đã nói tôi sẽ không hại cô mà. Tôi muốn kể cho cô nghe chuyện này. Đừng mà. 10 năm trước có một thợ săn tên là Du Cảnh. Trên đường đi săn bắt, nhìn thấy một con bọ ngựa nhỏ. Con bọ ngựa đó không hề nhúc nhích, cứ đầu ở trên chiếc lá. Tên tạ ngao đó cuối cùng có chết không? Tôi cũng hy vọng là vậy. Đáng tiếc, khi tôi chuyển về chân thân, phong ấn của hắn đã được giải trừ rồi. Vậy thì phiền phức rồi. Nếu như hắn quyết đeo bám đến cùng thì chắc chắn không tha cho cô. Phụ hoàng đã từng nói rằng, nếu muốn thiên hạ thái bình thì phải mài kiếm thật bén. Tôi nghĩ kiếm của hai người chắc là đạo sĩ đó rồi. E rằng thanh kiếm này bây giờ đã rỉ xét hết rồi. Vậy là ý gì? Ông hãy nói rõ ràng đi. Công chúa, vào 10 năm trước đây, ta vì muốn cứu Du Cảnh đã tốn hết chân khí trong người của ta. Tuy rằng trong 10 năm qua ta không ngừng bế quan tu luyện, nhưng mà đến đây cũng chỉ hồi phục được 3 phần công lực. Cái gì? Chỉ có 3 phần công lực? Có thể bây giờ 1 câu 2 câu rất khó để công chúa hiểu được hết. Thôi thì bần đạo xin được cáo lui trước. Đạo trưởng, từ khi nào mà cô bá chiếm thân thể của Tiểu Châu? Tôi không có bá chiếm thân thể của Tiểu Châu. Tiểu Châu thực chất là chân thân khi tôi chuyển thế. Bây giờ tôi đã không phân biệt được người nào là Lục Châu, người nào là Tiểu Châu rồi. Cả hai đều phải. Tôi vừa là nương tử của Du Cảnh, cũng là Tiểu Châu mùi mùi của cô. Không lẽ đây chính là thứ gọi là nhân duyên kiếp trước sao? Tôi có thể nhìn ra
Dù công tử gì cô có thể không màng đến chuyện gì hết. Nhưng mà nếu ngày nào huynh ấy còn không biết chuyện thì ngày đó vẫn còn sống trong đau khổ. Nếu như cô sợ huynh ấy không tin lời nói phí diện của một mình cô, tôi có thể làm chứng cho cô. Không làm gì được công chúa. Hả? Tôi hiện thân cho cô thấy chính là muốn cô hiểu nỗi khổ của tôi. Dương thần này của tôi không phải là kế dài lâu. Thân phận của Tiểu Châu chỉ đem lại phiền phức cho tướng công. Chuyện giữa tôi và tướng công, công chúa, cô phải thay tôi giữ kín bí mật mới được. Được, cô yên tâm, tôi nhất định thay cô giữ kín bí mật. Đã tới lâu như vậy còn chưa biết gõ cửa hay sao? Từ lúc tôi bước nửa bước vào ổ chó của ông, thứ đồ quỷ quái của ông đã kêu không ngừng rồi. Cô cần phải gõ cửa không? Mấy ngày không gặp, đột nhiên xuất hiện, có phải ngươi đã đem tới tin tốt lành gì không? Tìm được rồi, ở phủ tướng quốc. Có cần ta nói tin tức của Lục Châu cho ngươi không? Không cần đâu, lần này tiết kiệm được công sức. Ông đã có được thứ ông muốn, tôi cũng đã có được thứ tôi muốn. Không được hành động lỗ mãng, không nên chỉ gấp nhất thời. Cái gì? Không phải lòng nói rồi sao? Tạ Ngao, tuy rằng mục đích của chúng ta không giống, nhưng mà hiện tại chúng ta coi như là đang ngồi chung một chiếc thuyền. Nếu như đã ngồi cùng thuyền, vậy thì chỉ có thể có một người nói phải nghe, và người đó chính là ta. Chào công tử. À, công chúa. Không, công nương dáng vẻ trang nghiêm, không hổ là hậu duệ quý tộc. E là trong lòng của Du công tử vẫn không thể bằng nương tử Thất Lạc Bế Lâu của huynh. Sao cô nương lại biết chuyện này? Đêm mà tôi quen biết với công tử, nghe thấy công tử đang ngâm bài thơ của Lý Nghĩa Sơn, nên tôi đoán được đôi chút. Khiến cô nương cười chê rồi. Tôi cũng có một câu thơ này đáp tạ công tử. Đơn giáo tâm tự, kim điền kiên, thiên thượng nhân gian, hội tương kiến. Thế nào? Ý của nương là... Du công tử, tối qua tôi suy đi nghĩ lại, suy xét lợi ích, nghĩ đến hôn sự của tôi với Du Hội Cốt thật sự liên quan tới tính mạng của 100.000 bá tánh thiên hạ. Cho nên bổn cung quyết định hôm nay bãi giá hồi cung. Công chúa Thánh Minh, nghĩ cho Lê Dân đi xa ngàn dặm, làm dịu tai họa binh loạn, còn hơn 100.000 hùng sư. Bây giờ nếu như Dương Chiêu Quân xuất hiện ở trước mặt huynh, lời huynh muốn nói với cổ là những lời này chứ gì? Dù công tử không cần phải tiễn, để tránh huynh lại gặp phải thị vệ trong cung gây thêm phiền phức. Tiểu quan, chúng ta đi thôi. Du cảnh cung tiện nhữ ninh công chúa. Thần hộ giá đến trễ, xin công chúa thứ tội. Bụng cung là chỉ nghĩ lần này đi xa, sẽ không biết ngày nào mới gặp lại được bạn thanh mai trúc mã của mình. Mới di phục đến đây gặp mặt thiên kim của tướng quốc vài ngày, mọi người cần gì phải làm náo động vậy chứ? Thần không nghĩ chu đáo, thần có tội. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ phải bảo trọng đó. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ tự bảo trọng. Có điều Tiểu Châu muội phải nhớ rõ, thời gian trôi nhanh, một đi không về, muội đừng có hối hận đó. Bảo trọng.
Khởi giá. Lùi xuống đi. Dạ. Bái kiến công chúa. Nhữ Ninh, tham kiến hoàng huynh. Chiều về rồi sao? Nhữ Ninh, lần này mỗi đúng là quá đáng lắm. Nhữ Ninh đã biết lỗi rồi, xin hoàng huynh tha thứ. Trẫm không phải thật sự muốn trách muội đâu, mà là muội không nói tiếng nào đã bỏ trốn. Muội có biết trẫm lo lắng cỡ nào không hả? Nhữ Ninh nhất thời kích động nghĩ không thông. Tóm lại, Nhữ Ninh đã biết lỗi rồi. Ở bên ngoài sống thế nào hả? Mùi coi đi, ốm nhiều rồi. Nhữ Ninh không sao. Nhữ Ninh đã nghĩ thông suốt. Hòa thân thì cứ hòa thân. Chẳng biết. Bắt mùi đến hồi cốt hòa thân đúng là làm khó cho mùi rồi. Nhưng mà ai kêu chúng ta sinh ra trong nhà đế vương chứ? Đây là số mệnh. Trong người Nhữ Ninh đang chảy dòng máu hoàng tộc, thì phải có trách nhiệm vì quốc gia, vì bá tánh đi ngăn cản chiến sự, để tránh cho sinh linh đổ thán. Quả nhiên là hoàng muội tốt của trẫm. Xin hoàng huynh trả lời vua Tùng Tán hồi cúc, nói với hắn Nhữ Ninh đồng ý gả cho hắn. Nhữ Ninh muội yên tâm, trẫm không để cho muội chịu chút tủi thân nào đâu. Cũng xin hoàng huynh yên tâm, Nhữ Ninh không phải thiện nam tính nữ gì đó, không có ai tùy tiện ăn hiếp được muội đâu. Nhữ Ninh, muội đã khôn lớn rồi. Hai vị Ái Khanh, Ái Khanh thấy làm như vậy liệu có ổn không? Hoàng thượng, Di thần cho rằng lần này tiến cử không hề vượt lễ. Du Cảnh đó là cử nhân danh chính ngôn thuận, sau này vì bệnh không thể tham gia hội thí. Dựa theo quán lệ triều đình, các cử nhân vẫn có thể đến lễ bộ để làm việc. Nhưng các khanh để cho hắn bảo vệ công chúa dễ như vậy, đây chẳng phải là chuyện của binh bộ sao? Điểm này đích thực có thể bàn bạc. Có điều, nếu như hoàng thượng mà nhìn thấy cung nghệ Bách Bộ Xuyên Dương của Du Cảnh đoạt lấy võ Trạng Nguyên là chuyện cũng rất dễ dàng. Tướng quốc nói tên Du Cảnh đó vừa giỏi văn vừa giỏi võ, trẫm cũng muốn gặp hắn ta. Không biết quốc sư cảm thấy như thế nào? Bẩm hoàng thượng, chí thần nhìn người nào giờ không dựa vào sở thích của cá nhân. Có điều tướng quốc đại nhân nói đều là thật. Du Cảnh này đích thực có công phu Bách Hộ Xuyên Dương, hơn nữa còn là nhân tài trăm năm mới gặp một lần. Nhân tài quốc gia còn thiếu, đó là điều cần nói. Giờ đây tướng quốc thay trẫm tìm được nhân tài anh hùng đúng là may mắn. Được, cứ để Du Cảnh hộ tống công chúa xuất cung đi. Đợi khi hoàn thành mọi việc rồi mới nhậm chức. Tạ hoàng thượng ân chuẩn. Cha. À, Châu Nhi. Hôm nay sớm vậy mà cha đã trở về rồi. Phải đó, Châu Nhi à, con đi chơi đi. Cha với Du lão sư có chuyện muốn nói. Cha, cha tìm Du lão sư có chuyện gì hay không? Ngoan, con nít đừng có hỏi nhiều ha. Đi chơi đi. Du tiên sinh mời ngồi. Dạ. Du tiên sinh, cậu thân là lão sư của phủ này, lão phu có một thỉnh cầu nhỏ, hy vọng rằng cậu sẽ đồng ý. Tướng quốc đại nhân xin cứ nói. Cũng nhờ lời khuyên của cậu, Nhữ Ninh công chúa đã đồng ý chuyện hòa thân. Mấy ngày nữa thì người phải khởi hành rồi. Nhữ Ninh công chúa bằng lòng xả thân vì nước, thực sự xứng đáng là nữ trung trượng phu. Lần này Nhữ Ninh công chúa gả đến hồi cốt, đường xa xa xôi, hơn nữa nguy cơ trùng trùng, cho nên hoàng thượng người cho rằng phải phái một người hết sức đáng tin cậy dẫn đầu đội tống giá hộ tống Nhữ Ninh công chúa xuất giá. Sẽ phái ai?
Người đó đang ở trước mắt của ta. Ý ngài nói Du Cảnh à? Đúng vậy, Du Cảnh. Lão Phu còn nhớ cậu đã từng nói rằng cậu có một trái tim muốn báo hiếu triều đình. Chỉ cần triều đình cần đến Du Cảnh, Du Cảnh sẵn sàng đợi lệnh. Tốt, ta và quốc sư đã tiến cử với hoàng thượng phong cậu làm thống lĩnh đội hộ giá, phụ trách hộ tống tất cả an toàn trên đường của Nhữ Ninh công chúa. Xin tướng quốc đại nhân yên tâm, Du Cảnh nhất định thì chết để bảo vệ an toàn cho công chúa. Chừng nào chúng ta ra tay? Ở dịch trạm giết hết bọn chúng. Tại sao ngươi cứ thích ra tay ở dịch trạm vậy hả? Không lẽ ngươi có sở thích cá nhân đặc biệt hay sao? Người đông, thức ăn nhiều. Không được, không được ra tay trong phạm vi thế lực của nước ta. Nếu như muốn thuyết phục hoàng thượng nói chuyện này là người hồi cốt làm, thì bắt buộc phải tránh xa cương thổ nước ta. Vậy thì ở đâu? Ngươi cứ đoán thử đi. Tôi làm sao biết người phạm các ngươi có chủ ý quỷ quái gì? Tạ Ngao, tuy rằng chúng ta không phải là đồng loại, có điều ta rất là coi trọng ngươi. Bởi vì ngươi tàn nhẫn độc ác, bởi vì năng lực làm việc của ngươi cao. Nhưng mà hôm nay ta phải nói cho ngươi biết, nếu như mà muốn hoàn thành đại sự thì bắt buộc phải hiểu rõ đạo lý của sự việc. Tạ Ngao xin nghe cao kiến của quốc sư. Nào, nếu muốn giá họa tùng tán thì bắt buộc phải ra tay trên quốc thổ của hắn. Có điều cũng không được đi sâu quá. Làm vậy, nếu như hắn muốn phái binh tới bảo vệ sẽ càng khó mà ra tay. Tóm lại, Nhữ Ninh công chúa phải chết một cách thật kỳ lạ, còn tùng tán thì không thể nào chối cãi. Đây mới là thượng sách. Hắc Nguyệt Thành. Không sai. Khu rừng bên ngoài Hắc Nguyệt Thành hình như phù hợp với tất cả các yêu cầu của ông. Quả nhiên là yêu tinh ngàn năm, mới nói đã hiểu. Giết chết toàn bộ sao? Giết chết toàn bộ. Ta không muốn trong lúc ta đang thuyết phục hoàng đế xuất binh thì đột nhiên có người nhảy ra nói chuyện này không phải do người hồi cốt làm. Nói tới những tâm độc ác, đạo hạnh ngàn năm của tôi cũng không bằng ông. Đây mới chính là chỗ ngươi phải học tập nhiều hơn. Ngươi có làm được không? Cho dù là Du Cảnh cộng thêm Thẩm Quán đều không thành vấn đề. Tốt. Tướng công, tướng công. Lục Châu, rốt cuộc muội cũng chịu quay lại rồi. Tướng công, thời gian của muội không nhiều, huynh nghe muội nói trước đã. Chuyện gì mà muội hoảng hốt vậy? Ngày mai huynh hộ tống công chúa xuất giá, nhất định phải đề cao 12 dạng phần tinh thần, phải cẩn thận đó. Tại sao muội lại biết huynh sẽ đi hộ tống? Muội không có thời gian giải thích, chỉ là lần này quốc sư đề cử với hoàng thượng cho huynh hộ tống công chúa xuất giá, chuyện này ắt có quyền cơ. Ý của muội cũng tức là trong chuyện này có âm mưu của quốc sư. Bất luận là có hay không có, dù sao đường xá xa xôi, huynh phải cẩn thận. Lục Châu, tướng công, tướng công, huynh sao vậy? Mỗi lần cơ thể huynh thấy không được khỏe thì huynh biết được Tạ Ngao nhất định đang ở gần đây. Thẩm đạo trưởng cũng nói gần đây kinh thành yêu khí xung thiên. Mùi nghĩ Tạ Ngao chắc chắn đang ở kinh thành. Nhưng kỳ lạ đó là nếu như Tạ Ngao ở kinh thành, hắn bắt buộc phải nhờ việc hút báo người để mà tu luyện. Nhưng gần đây kinh thành không có xảy ra những vụ chết người ly kỳ. Không lẽ... Không lẽ chuyện gì? Không lẽ quốc sư và Tạ Ngao là cùng một bọn? Chắc không đâu. Quốc sư từ nhỏ luyện tập phép thuật, nếu muốn tìm được Tạ Ngao cũng không khó. Công chúa hòa thân, âm mưu quốc sư cộng thêm Tạ Ngao lẩn trốn ở đây, tất cả thật sự là quá trùng hợp đi. Bất luận thế nào, nhất định phải hết sức cẩn thận. Lục Châu, đa tạ muội.
Thời gian đến rồi, muội phải trở về đây. Tướng công hứa với muội, huynh phải cẩn thận. Huynh hứa với muội. Công chúa, ngày mai còn phải khởi hành đi hồi cốt, đừng đi khó khăn hiểm nguy, hay là nghỉ ngơi sớm đi. Ta không muốn, ta không muốn đi ngủ. Công chúa à, người cũng đã quyết định rồi, còn thấy phiền hay sao? Gì mà hoàng tử tùng tán, nhân phẩm của hắn là tốt hay xấu ta thực chất không biết gì hết, kêu ta gả cho hắn sao? Công chúa, bất luận là người được gả đi đâu, tiểu hoàng cũng sẽ ở cạnh người mà. Tiểu hoàng, bây giờ bên cạnh ta chỉ còn lại một mình ngươi thôi, ngươi đồng ý vì ta làm bất cứ chuyện gì không? Tiểu hoàng là người của công chúa, công chúa muốn lấy mạng của tiểu hoàng cũng còn được mà. Được, có câu này của ngươi thì đủ rồi. Công chúa, công chúa làm gì vậy? Cái kế không có mắt đâu, người đừng nghĩ không thông suốt. Nếu như tên hoàng tử tùng tán đó dám làm chuyện bất kính với bổn cung, bổn cung sẽ giết chết hắn, sau đó tự sát. Đã chuẩn bị xong hết chưa? À, đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngồi. Lần hòa thân này liên quan đến quan hệ của hai nước, trong chuyện này nếu có sai sót gì thì khó tránh chuyện chiến tranh rồi. Du Cảnh đã hiểu. Vào ngày đại hôn, nếu xảy ra bất kỳ sai sót gì, hồi cốt nhất định lấy đó để làm cớ dấy lên chiến tranh. Du Cảnh nhất định sẽ đưa Nhữ Ninh công chúa đến hồi cốt an toàn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhữ Ninh công chúa này từ nhỏ đã đặc biệt thân cận với hoàng thượng rồi, lần này công chúa đại hôn cũng là bất đắc dĩ thôi. Tin tức hộ tống của lần này đã được truyền khắp cả giang hồ rồi, đám thử bối giang hồ đều đang nhắm vào chuyện này. Cậu nhất định phải ghi nhớ, bất cứ lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, không được để có bất trắc gì. Nếu có ai to gan uy hiếp đến sự an nguy của công chúa thì giết không tha. Du Cảnh tuân lệnh. Được, ta cũng không làm phiền cậu nữa, cậu hãy xuất phát đi. Dạ. Cha, cha. Ừ? Có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì mà con hốt hoảng vậy? Con giống vậy muốn tìm muội muội tới từ biệt ca ca, nhưng mà con tìm nửa ngày cũng không tìm được nó nữa. Hả? À, vậy đi thôi, chúng ta đi coi thử. Cung nghênh công chúa. Đứng lên đi. Tạ công chúa. Công chúa, thời gian không còn sớm nữa, nên xuất phát thôi. Chú có thấy khác không? Đi ra khỏi chỗ này thì đã ra khỏi phạm vi của hoàng cung rồi. Bắt đầu từ chỗ này, chúng ta phải nhờ hết vào bản thân. Chỗ này địa thế phức tạp, thường có sơn tặc xuất hiện. Tất cả đề cao cảnh giác, trước khi trời tối chúng ta nhất định phải đi ra khỏi khu rừng phía trước. Dạ. Ngoài trừ sơn tặc, chúng ta còn phải đề phòng âm mưu của Tạ Ngao. Hắn nhận tâm độc ác, tôi sợ hắn sẽ ra tay ở giữa đường đi.
tên bọ cạp tinh tà ngao này tìm phục nhiều năm. Hiện tại, nói không chừng hắn đã đầu quân cho tên quốc sư bàn môn tả đạo. Chúng ta tuyệt đối không thể lơ là được. Hơn nữa, với công lực hiện tại của hắn, e là dựa vào một mình ta sẽ không thể đối phó được hắn. Vậy phải làm sao? Hiện tại có một người có thể đối phó với hắn, và người đó chính là cậu. Tôi? Trong người cậu có máu yêu của tạ ngao. Hiện tại cách duy nhất có thể đối phó với tạ ngao chính là đánh thức yêu khí trong cơ thể của cậu. Có điều, một khi yêu khí đó được đánh thức rồi, vậy thì người khống chế được nó chỉ có cậu mà thôi. Nếu tôi khống chế không được thì sao? Vậy thì thế gian này sẽ lại có thêm một yêu nghiệt điên cuồng độc ác. Hơn nữa, với công lực hiện tại của ta, nếu như cậu không thể khống chế yêu khí của cậu, vậy thì ta cũng không thể khống chế. Ông đừng nói nữa, tôi không làm yêu tinh đâu. Không, bây giờ không còn cách nào khác nữa, chúng ta đành phải thử cách này thôi. Tôi làm không được. Bây giờ cậu buộc phải làm được. Cậu buộc phải đề cao dũng khí của mình. Phải nhớ, cậu phải vì Lục Châu. Tiểu Châu. Du lão sư. Sao mùi lại ở đây? Mùi tới đây giúp huynh đó. Nào nào nào. Sao mùi lại trốn ở trong này chứ? Sao mùi có thể lén lút trốn khỏi phụ tướng quốc vậy? Nếu như tướng quốc đại nhân biết được, huynh làm sao ăn nói với ngài đây? Huynh nghe mùi nói đi. Huynh nhất định phải cẩn thận. Chuyện lần này chắc chắn có liên quan đến tạ ngao đó. Sao mùi lại biết tạ ngao? Mùi là ai hả? Du cảnh, huynh nghe mùi nói, mùi chính là Lục Châu. Cậu tin lời cô ta đi. Tiểu Châu chính là chân thân của Lục Châu. Huynh tin mùi đi. Ký ức trước đây của mùi, bây giờ mùi đã nhớ lại toàn bộ rồi. Lục Châu. Không được, không thể nào. Gì xảy ra vậy? Sao tự nhiên lại đi chậm chứ? Tiểu hoàng cũng không biết nữa công chúa. Hay là để nô tỳ xuống dưới coi nha. Nơi này yêu khí xung thiên, nhất định là có yêu nghiệt đang ở gần đây. Mọi người đề cao cảnh giác. Đi xuyên qua khu rừng này thì đã tới nơi Tùng Tán hẹn gặp mặt rồi. Đạo trưởng, có pháp bảo nào có thể trấn áp yêu khí nơi này không? Mở đường cho chúng tôi. Ta có thể thử. Có điều, buộc phải có người bọc hậu. Để tôi bọc hậu cho. Cậu không được, quá nguy hiểm đi. Chẳng phải ông nói trong người tôi có máu yêu sao? Vậy được, để tôi gặp mặt tên tạ ngao, xem tưởng rốt cuộc hắn muốn gì. Du huynh đệ, cậu đừng gặp phải chuyện gì cũng muốn hy sinh oanh liệt. Cậu phải nghĩ cho Lục Châu chứ. Du công tử, Du công tử cho hỏi, tại sao lại dừng lại như vậy? Mời tiểu hoàng cô nương trở về bên cạnh công chúa. Du công tử, đạo trưởng, chúng ta gặp phải phiền phức gì hay sao? Bẩm báo công chúa, mời công chúa lập tức trở về kiệu. Chỗ này không được an toàn. Tạ ngao, tạ ngao đang ở gần đây. Toàn bộ giới bị bảo vệ công chúa.